kéo lỡ á mấy chị ạ, kéo lỡ nha, kéo lỡ thiệt đấy, nó tiếc lắm nha mấy chị, nó bị rất là tiếc, cho nên chị nào chốt thì chốt liền cho em, chứ không là tiếc lắm, tiếc quá trời tiếc luôn. Quần cọc trắng này thì hiện giờ em còn một con ba ta, một con 35, quần cọc trắng 220, áo khoác của chị Tài Lê 130. Quần sọc trắng thì hiện giờ em còn một quần sọc trắng 220 nha, quần này là quần màu đen ha, quần này thì 220, này của chị Tài Lê nè. À chưa, dạ rồi, đợi em đưa lên cho các em mới quăng ra xong cái đùi. Quần đó quần chính tắc, quần đó trong xóm mà đẹp lắm chị Mai Thi. Quần đó chính tắc lông chuột với lại quần có theo. Rồi đợi em bỏ cái này cho chị Tài Lê, em đứng em lấy cho chị. Mà quần đó có 160 nha chị, 160 hơi điểm. Hồi nãy em có mấy cái con quần mà eo 98 đó chị Tài Lê, quần đá. Chị Tài Lê mới vô phải không? Chị Tài Lê mới vô đúng không? Để em có mấy con quần đá đẹp lắm nha chị. Quần ông địa nữ á, quần ông địa nữ mà đẹp lắm. Chị Tài Lê 130 ngàn, 130 ngàn của chị Tài Lê nè. Rồi em đứng về em lấy cho chị. Sao mà đụng khuôn cái này, mà để từ từ. Cái khách ít quá, lưu cả trăm mà khách giờ này đâu có dám khui đâu chứ. Lưu cả trăm mà khách giờ này không dám khui đâu. Mã Long Chuột nè, Mã Long Chuột chính tóc nè chứ không. Đây là chị coi giúp em Mã Long Chuột chính tóc nè. Long Chuột chính tóc nè chị. Quần jean có coi dễ không em? Dạ có chị. Mã đó là mã, có lộn, cầm ngược quần. Mã là chín tóc viền nè, mấy chị thấy đẹp không? Ồ, form đẹp không? Chín tóc viền nè mấy chị, mã này có 160 à. Mã này em còn ở được 5-6 cái nha. Mã này 160. Chị là chốt chín tóc viền long chuột chốt thì em 160. Chị Lưu Quỳnh, chị Lưu Quỳnh coi giùm em cái dòng này có chút quần của chị Lưu Quỳnh. Chị Lưu Quỳnh tính ra chiếc tâm ký có hơi, hơi gọn người. Hơi gọn người. Ấy đi rồi em đổi cái kia luôn. Rồi em còn một cái mã nữa là chín tóc theo. Em còn mã này là mã gì? Mã này là mã dài. Dài 2 vạch. Mã dài 2 vạch thì sale 160 nha mấy chị. Mã dài 2 vạch thì sale 160. Đây. Dài 2 vạch thì sale 160. Dài 2 vạch hàng xưởng sale 160. Chị đùi to. Dạ. Dạ lấy cái quần 160 lông chuột cho chế to. Ok chế. Chị Mai Thi Thanh Trang nè. Có sọt rớt chị Lê Thi. Mai Thi Thanh Trang 160 của chị Mai Thi Thanh Trang. Rồi một con 32, một con 32. Quần ông địa hả? Rồi đợi lên cho. Một con 32. Lăng bò lớp. Lên bò lăng bò lớp mấy chị ơi, một con 32 chín tóc của chị, chín tóc lông chuột của chị Phượng Nguyễn phải không chị? Hai cái là lấy gì chị? Chị Lê Quỳnh. Rồi lấy chị Phượng Nguyễn phải không? Lấy chị ba cái áo, đợi em đưa bao áo xuống cho Lê Thi. Chị Lê Thi ơi, đợi em đưa bao áo xuống cho chị Phượng Nguyễn nè. 160 đúng không chị? Đúng thì ok lên giùm em. Chị Lê Quỳnh, con này size 36 em sợ chị mặc không được nha. Chị Lê Thi 75kg, 1m56, đợi em đưa áo này xuống có 100 ngàn con mà đẹp. Rồi quần đây, quần chính tóc theo nè. Chính tóc này size 36, 8 mấy ký rồi, chị mặc 36 vừa không? Con này quần theo nè. Nhưng quần lông chuột đó cũng không còn size chị, quần này quần theo. Em có một mã lông chuột rách nữa, một mã lông chuột chính tóc rách ngang. Giờ chiếm chưa kiếm kia ra cái bao quần.
theo là mã này cũng sale 160 đó. Chốt giùm em mã quần theo đi nha mấy chị nha. Chốt giùm em mã quần theo. Đợi view lên cao cao em khui cái bao hàng cao cấp ở sau lưng, tại vì hàng này nó giá gần 300 lần ha. Đấy, chị lên thi lấy áo đúng không? Rồi giờ em xuống áo nè. Hồi nãy chị gì đó, chị May Thanh lấy quần ông địa không? Chị 38 mới vừa. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy á chị. Nè quần ông địa nè, eo 92 nè. Quần ông địa, xin lỗi. Quần ông địa này là để em đo lại nha. Quần ông địa nè mấy chị coi quần nữ mà đẹp không? Vừa thêu vừa đính đá, vừa đính hạt, vừa ho nổi đầy đủ. Mà có nhiêu có 220 à. Có 220 à mấy chế. Con quần này mấy chế có 220 à nha. Cho nên 220. Con này eo 95 nè. Con này eo 95 nè mấy chị. Con này eo 95 là tương đương 75kg quần này nè. Quần này tương đương eo 95. 32 là lớn nhất nha. Nãy có con eo trăm lẻ mấy khách lấy rồi. 32 lớn nhất. Con này eo nhiêu nè. Con này cũng vậy mấy chị. Quần địa. Đúng rồi, chị 38 mới vừa là đúng luôn rồi chị. Chị 38 hoặc 39. Dạ con này eo 90. Con này eo 90 nè. Eo 90 nó có co giãn chị. Nhưng mà cái co giãn nó không phải mềm nhũn đâu nha chị. Chị eo 98 đúng không? Con này eo 90. Chị eo 98 đúng không? Để em coi thử hồi nãy. Để coi thử còn con quần nào eo 98 nha chị. Con này eo 88 rồi. Ừ, không gì vậy. Trời ơi, có nhiêu số lượng ông địa ở trong kho là em hốt hết rồi đó. Em hốt hết. Có co giãn chị. Cái này em 94 với 95 mà chị Mai Thanh à. Đẹp ha. Trời ơi, cái quần này á. Cái quần này mê lắm. Cái quần này mình có tiền á, mình không có đi được quyền được chứ cái con quần này luôn á. Cái quần này đẹp bái cái gì cái chó luôn á. Quần này dùng từ quá xuất sắc luôn mấy chị. Xuất sắc cực kỳ ha. Có co giãn. Quần này xuất sắc quá. Xuất sắc mà đê mê luôn á mấy chị. Xuất sắc mà mê không có hồi kết luôn nha. Mê. Mê là sự thật nha. Lấy eo 95 cho chị Mai Thi nè. Này là phải ghiền quần này tới nái rồi nè. Thiệt á. Rồi eo 95 chị Mai Thanh. Chị Mai Thi. Trời ơi con này về nha, chế là mà ở miền Bắc mang bó thôi, mang giày thể thao hả? Em nói đỉnh luôn. Chị Thi đợi em một phút nha, chị Thi em ghi cái quần này xong em xuống đưa bao áo xuống. Đưa bao áo xuống liền. Áo Quảng Châu thì 160 mà không biết thằng Ti nó có bỏ bên này không, nhưng mà giờ em thấy có trên này có bao áo. Em lên cho mấy chị á. Con này á, hồi lúc em bán tới giờ á, mấy đợt trước em có lượm được 1-2 con rồi chứ không có được tới 10 con, 12 con như này mấy chị. Chị Mai Thi Trang lên quần trắng. Quần trắng giờ còn sọt và chị được không? Quần trắng giờ có quần ống bót hoặc quần sọt. Cái lô này là có hết nè mấy chị. Mà cái lô này giờ ít quá em đâu có khui được. 220 có size chị Phạm Gia. Mặc em mắc gấp đưa con đi học. Dạ Mai Thi chị Trang Thanh. Mai Thi Trang Thanh. Trưa 12 giờ em có live stream mà chị. Mai Thi Trang Thanh. Trưa 12 giờ em có live stream nha, chị đừng nôn rồi chị hấu em chạy tù quần á. Chị hấu em chạy quần 220 có size chị nè. Em còn con quần trắng size 35 là chế quần sọt. Sọt đá, nó nằm trong cái lô này mà đừng, nó nằm, nó có sọt trắng và đen nha. Chị lấy 35 hay 36 tùy chị nha, chị coi cái vải đó nè, nó rất là đẹp không? Hơi bị bụi nha. Con này cỡ nào mấy chị mặc lên cũng đẹp á. Nó còn một trắng, nó còn một con size. Trắng hiện giờ nó còn một con size 33 và một con 35. Đó, trắng đó. Cho chị xem. Sọt trắng mà bây giờ nó còn size 33 với 35 chị Lê Quỳnh. Nó không còn size chị nữa mới đâu. Nhưng mà em còn sọt đen nè. Cũng là sọt đó nhưng mà nó có màu đen nữa mấy chị. Cũng là sọt đó mà nó có màu đen nữa nha mấy chị nha. Cũng sọt đó luôn. Dạ ok, lấy trắng của chị Mai Thanh nè, Mai Thi nè. Bà gấp lắm rồi, cái chị gì lấy áo chờ em. Chúc là bà gấp. Bà gấp lắm rồi. Thiệt. Gấp lắm rồi nha. Đó. Chị Mai Thi Trang, mẫu này nó có màu đen nữa nha chị. Mai Thi. Chị Mai Thi Trang Thanh nè. Cái mẫu này nó có màu đen nữa nha mấy chị nha. 220 quần ngọc trai nè. Mẫu này nó có đen nữa cho nên chị nào chốt đen thì chốt đen này nó có đen nữa nè mấy chế. Mấy chế muốn em lên thì em bung ra cho mấy chế coi nha. Mẫu này nó có đen nữa ha. Cho nên chị nào có chốt đen thì chốt lên.
lên giúp giùm em. Tại vì cái cục này nãy nó để ở trên nè, đen nè mấy chị, nó có đen nữa nè. Cho nên chị nào lấy thì lấy giúp em á. Cho em cái sọc đen nữa chứ. Ủa chị Song Anh chưa đi làm à? Chị Song Anh chưa đi làm à? Dạ ok, chị Song Anh size 32 nè. Trời, hôm qua túi về em nói chị nghe, túi về gì mà đẹp muốn xỉu luôn á. À, dạ dạ, cảm ơn chị Lê Thi. Đó. Em à, em hôm qua em săn sale quá mấy chị, em còn em được hai bộ mà anh phước một bộ, cho nên bộ này mấy chị có lấy thì 220 nha. Bộ này mấy chị có lấy thì 220, gồm một bình giữ nhiệt và hai ly trà. Bộ này mà chị nào làm văn phòng, công sở, công chức, có chức có quyền thì nên lấy bộ này ha. Đó, chị nào làm công sở, công chức mà có chức có quyền hay không có chức có quyền thì cũng có thể hốt được nha. Ông Phước ông đỉnh bộ rồi đó mấy chị. Đó là em còn đúng một bộ 220. Chế nào chốt thì chốt cho em. Con này à, em có con quần ông địa L88 đâu rồi. Nhưng mà L88 thì nó hơi rách. L88 thì nó làm rách như vậy nè chị. L88 nó làm rách như vậy nè. Đó, chế có lấy thì chế lấy ha. Con này L88. Con này thì L90. Có chân váy rin mới không hả? Ủa chân váy rin thì chị lấy. Chân váy rin có cái túi ngay đây chị cũng lấy rồi đúng không? Chân váy rin mới. Không mấy giờ ân thì em xuống bao áo rồi em khui bao quần cho. À, một bộ bình của chị Trần Tuyền. Dạ là hết luôn nha mấy chị. Là hết luôn ha. Là hết rồi đó. Tại vì cái này là em săn sale á. Tại anh Phước ảnh chị ảnh không biết nhậu. Ảnh chỉ biết uống trà thôi chị Tuyền. Chị Trần Tuyền. Ổng chỉ trà với cà phê mà cà phê với trà ổng cũng phải tự pha ở nhà. 220 chị Trần Tuyền thành phố. Cho nên là lấy gì xuống lấy bao áo luôn nha. Em còn không có ít quần cho chị á. Còn ít quần cho chị. Quần rút bụng nè. Đó, quần rút bụng chín tóc nè. Quần rút bụng chín tóc nè. Chân váy quần. Qua nó được mấy chân váy size lớn. Một bộ bình của chị Tuyền. Phát triển quá. Sớm nè. Để sớm là nó được sáu triệu. Rồi áo thun, áo này 160 nha chị nha. Áo này 160. Áo này là hàng Quảng Châu mấy chị. Bữa nay sao lên shop dạ tại chưa ngủ á chị Lê Huỳnh. Áo này là 160 tại vì nó là hàng Quảng Châu. Mà cái con này em nói cho chị Thi nghe, tiền nào của đó nó đã lắm. Áo thỏ nè. Size tới 100kg nha. Áo chiếc hoa cúc nè. Size tới 100kg. Giống như em áo con ma xanh. Áo con ma xanh nó là cô tông. Cô tông co giãn 4 chiều. Áo con ma xanh là áo cô tông co giãn 4 chiều nha mấy chị. Nhưng mà ở sau đó làm đẹp. Cái con này mà mấy chị mặc sọt lên là hột xì dầu OP lắc luôn rồi cái con này nè. Thì cái con này là mấy chị mặc sọt lên một phát là em nói mấy chị hột xì dầu OP lắc. Con này ba lỗ nè. Cái con này là nó bị rớt lại nè. Chứ con xanh đen thì thiệt sự nó không có còn. Con này 60-82kg con xanh đen. Xanh đen thì 60-82kg mà con trắng rồi thì 60-88kg. Chị nào cao cao thì tới 90kg cũng được. Con này ba lỗ để dành mặt sọt nha. Con này áo vuông xì xanh. Con này để dành mặt sọt. Rồi lên hôm nay em sale cho mấy chị mã áo này. Sale 60.000, 60-90kg. Nó là thun giấy. Nó là thun giấy nha mấy chị nha. Nó là thun giấy. Nó là thun giấy cho nên con này mấy chị mặc đẹp lắm. Nè mấy chị coi thun giấy nó đã lắm. 60-90kg áo gấu 60.000. Chốt lên giúp giùm em nha. Tại vì còn ở đây có 5-6 con thôi. Mấy chị ơi em chỉ có nhiêu đây thôi. Cho nên mấy chị chốt giùm em áo gấu. Chỉ có một buổi duy nhất thôi. Áo gấu 60.000 ha. Cái hoa của chị Lê Thi 160 nè. Mã này nhiều lắm nha chị. Mã này bên kia em nhiều mẫu đẹp lắm. Nhưng mà vải nó rất là đã chị Thi. Vải đã lắm. Vải mê mẩn lắm. Vải mê, mờ em mê nha mấy chị. Áo gấu 60.000, comment lên đi mấy chị ơi. Comment lên áo gấu 60.000 giúp em. Áo gấu 60.000. Chị Lê Thi nè. Chị Lê Thi 160 nè. 160 của chị Lê Thi 429 Quảng Nam. Chị Lê Thi nè. Rồi áo gấu 60.000 của chị Tài Lê. Con này mặc sướng lắm. Con này mặc với sọt cũng sướng nha mấy chị nha. Con này mặc với sọt cũng sướng, mặc với dài cũng sướng. Tại vì con này vải đẹp lắm. Mấy
Mấy chị thấy vậy chứ con này khi mấy chị mặc cái sọt lên tự khắc nó sẽ đẹp. Nó không có phải giống con nít nha mấy chị. Tại vì Yên cũng mặc. Tại vì con này thực sự là cái vải thun giấy nó đã lắm, 60 đến 90 kg con này. Chị nào mà hôm qua chưa thấy áo dài nhà bên em là làm ơn vô trong bay của em coi áo dài đi. Trời ơi nó đẹp kinh lắm mấy chị ơi, chị Cao Kim Phượng nè. Vải đẹp lắm mấy chị. Chị Cao Kim Phượng 60 ngàn nè. 60 ngàn của chị Cao Kim Phượng nè. Rồi áo gấu của chị Lê Thi 60 ngàn nè. Chị Lê Thi 60 ngàn nè. 60 ngàn của chị Lê Thi nè. Đó rồi ai nữa mấy chị ơi. Ai chốt áo gấu thì tranh thủ nghe mấy chị nha. Ai chốt áo gấu thì tranh thủ giúp em á. Em mới chào chị Lê Thi. Áo gấu của chế Phạm Giang nè. Giá chế Phạm Giang nè. Vải thun giấy đẹp lắm chị Giang. Thun giấy đẹp lắm. Chị Cao Kim Phượng thêm một con nè. Chị Cao Kim Phượng thêm một con nè. Rồi còn ai không mấy chị? Cái này là cà phê sữa nè. Con này 60 đến 90 kg. Vải đẹp lắm. Cà phê sữa chữ Lê Vít nè. Con này hình như còn được một con hay sao. Cà phê sữa Lê Vít con này 100 ngàn. Chị nào chốt cà phê sữa Lê Vít chốt lên giúp giùm em cà phê sữa Lê Vít nha mấy chị nha. Cà phê sữa Lê Vít. Cà phê sữa Lê Vít. Ai chốt cà phê sữa Lê Vít chốt lên giùm em nha mấy chị nha. Chị đây. Chị đây mà nó đỏ một nùi nè. Rồi áo ba lỗ Mickey 60 đến 85 kg là cưng lắm. Thôi giờ sale cho anh con Mickey ba lỗ nha 60 ngàn. Rồi sale luôn con ba lỗ xanh đen này 60 ngàn đi cho nó hết cái bao hàng bên này. Ok không mấy chị? Rồi ba lỗ xanh đen 60 ngàn. Ba lỗ trắng Mickey 60 ngàn. Ba lỗ trắng Mickey là vải thun giấy nha. Rồi 60 ngàn hai con này cho nó hết cái đống. Cái đống mà không có xếp lại tè le hụt me này đi mấy chị. Quất hết đi. Quất đi. Quất. Rồi 60 ngàn giùm em nha. 60 ngàn. Bật đâu rồi trời. 60 ngàn giùm em mã này. Một con là Mickey, một cái là Mickey, còn một cái là xanh đen. Rồi sale 60 ngàn luôn cho nó nhanh, nó gọn mấy chị. Cà phê thì 100 ngàn nha. Đó sale 60 ngàn. Có mấy con chữ. Em có con tôm mì, hình như con này rớt lại con. Còn một con duy nhất 100 ngàn. Áo này tung giấy nha. Còn một con duy nhất 100 ngàn nè mấy chị. Áo tôm mì 60 đến 90 kg tôm mì có một con thôi nha. Đã có một con tôm mì thôi. Con này 100 ngàn. Con này mấy chị không chốt là mấy chị hối hận à. Con này mấy chị không chốt là mấy chị hối hận. Hối hận thì 100 ngàn. Áo gấu Lê Thi Phạm Giang. Áo gấu thêm một của chị Cao Kim Phượng có luôn. Rồi áo tôm mì có một con. Một con tôm mì nha gấu cũng còn nè. Một con tôm mì mấy chị ơi. Tôm mì em còn một con. Rồi đây nè. Dạ tôm mì của chị Thủy Huỳnh. Chị Thủy Huỳnh mua hàng bên Ý Yên chưa ta? Chị Thủy Huỳnh ơi mua hàng bên em chưa? Hình như chị Thủy Huỳnh này hồi nãy nói là xấu. Trời 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 má ơi mày để cái đít kiểu đó. Mà mày địch một cái mày chết ông chết cha với tao luôn á Tây. Đây 65kg. À 1m6 hả chị ạ? Rồi gấu, gấu là nào hả chị? Gấu là áo. Chị phải lấy áo con thỏ nó mới đẹp lần. Chị lấy áo con thỏ đó. Dạ chị Thủy Huỳnh. Em mới chào Thủy Huỳnh nó vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Cho anh xin địa chỉ số điện thoại chị Thủy ơi. À, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên trên live. Lấy gấu trắng. Lấy gấu xanh cho chị. Lấy này con chị Nung Lê lấy hàng sale này con. Rồi hàng sale này nè. Của chị Nung Lê nè. Rồi Nung Lê 60 ngàn. Với lại ba lỗ trắng. Rồi chị Nung Lê nè. Nung Lê 60 ngàn. Rồi thêm con ba lỗ trắng nữa mất phải mới để rồi đó. Tôi là đi, tôi để cái xong đâu nè. Tôi kiếm, tôi làm hoàng như một con khùng. Đừng cho địa chỉ số điện thoại trên like chị. Em có nhắn tin cho chị vào đó chị cho em. Rồi con này. Con này của chị Lung Lê. Của Phong nè. Đúng ngoài ba lỗ trắng. Lung Lê 60 ngàn. Lung Lê 60 ngàn. Đây nè, mấy chị trúng nè. Ba lỗ vu xì nè. Đẹp chưa? Ba lỗ vu xì nè. Sale cho 60 ngàn. Ba lỗ vu xì sale cho 60 ngàn. Con này không sale nha. Cái con này không sale. Cái con này mấy chị mặc sọt lên cực đỉnh luôn. Chứ giùm em áo trắng chịu đen. Con này mấy chị mặc sọt lên bao ghiền cho mấy chị luôn. Con này nè.
Còn chị Mai Thi Trang Thanh lấy con này nè, lấy con áo thỏ hàng Quảng Châu 160 nè. Con này mặc phơm phọt giống quần đẹp lắm. Thỏ trái tim là đẹp không chị? Con này size 3 size 65 đến 100 kg nè. Con này hàng Quảng Châu. Rồi, ba lỗ vô xì. Ba lỗ vô xì của chế Tài Lê nè, để em kiếm một thử phần chị Cao Kim Phượng nè. Chị Tài Lê nè. 60.000. Tài Lê 60.000. Để em coi thử nó còn nè. Ở tâm bì còn được hai ba con nữa. Rồi áo nó ba lỗ biết cây rồi chị. Ba lỗ mua kỳ hết à. Thỏ. Dạ thỏ của chị. Trời ơi mấy con Quảng Châu này giờ chị đụng vô cái vải là chị bị ghiền. Chị đụng vô cái vải chị ghiền lắm. Em nói thật, đụng vô cái vải một cái là chị bị mê mẩn. Đụng vô cái vải những con Quảng Châu 160 này là chị. Cái mặt cái sọt á là bị mê lắm, mê ly á. Mai Thi. Chị Mai Thi Trang Thanh. 160. Em có đúng còn con áo là sale 60 áo thỏ. Áo 6 con gái, áo 9 con gấu mấy chị. Em còn một con áo 9 gấu. Áo 9 gấu sale 60. Cái con này nha, em nói mấy chị nghe, mấy chị mặc với sọt trắng vô một phát ghiền. Con này để riêng cho em. Ghiền thiệt chứ không phải ghiền giỡn đâu ha. Em nói ghiền là ghiền thiệt đó, chứ không phải ghiền chơi đâu mấy chị. Ghiền ơi là ghiền á. Ghiền quá trời ghiền luôn á. Áo này áo thái còn con sale cho 80 nè. Con này 140, 150 nè. Con này mặc phơm giấu quần đẹp lắm mấy chị. Nè, áo chữ nhiều nè. Con này áo thái nha, vải đẹp lắm. Con này 60 đến 95 kg nè. Con này mặc zip phơm quần á. Cái kiểu áo hơi dài dài, quần hơi ló ló một chút vậy đó. Là cái con này nè. Rồi con này sale cho 80 áo vàng. Cô tông 4 chiều nha mấy chị. Chứ không phải cô tông cách nhiệt cứng đâu. Đó là cô tông co giãn 4 chiều đó. Mà con này xả 80.000 nè. Nó là cô tông co giãn 4 chiều cho nên chế rồi chốt chút lẹ chút mau đi nè. À, em có con lê vịt đen, con này 100.000. Lê vịt đen con này 100.000. Chị nào, rồi lê vịt trắng 100.000. Áo vàng bên đó em nhiều lắm nha mấy chị. Chưa ngủ á chị. Áo vàng bên kia em nhiều lắm, để em chốt chị Tài Lê lại con nè. Để em chốt chị Tài Lê là áo vàng nè. Con này chốt ở chị Cao Kim Phượng nha. Tài Lê áo thái vàng 80.000. Tài Lê áo vàng. Sao mày cũng thức khuya mà dậy sớm vậy Thủy? 80k. Rồi đó nhiều màu lắm. Chị Đặng Văn một con áo vàng luôn không? Bên kia nhiều màu nhưng mà hình khác giùm em nha. Hình khác, chữ khác gì đó mấy chị. Chữ lớn, chữ nhỏ gì đó. 80k vàng. Nó nhiều màu lắm. Trắng xanh đen. Trắng xanh đen, vàng, rêu, cam. Nhiều lắm mấy chị mà áo thái. Cho nên chữ khác ha. Con này em chốt cho chị Cao Kim Phượng nè. Cao Kim Phượng 80.000. Này em chốt cho chị Cao Kim Phượng 80.000 nè. Áo đen 100 lê viết của chị Thủy Quỳnh. Chị Thủy nãy giờ vào gian xin địa chỉ xong rồi. Sao tao thấy mày thức khuya mày cũng về sớm dữ à Thủy. Về sớm dạ ok chị Thủy. Mấy cái áo này giờ chị Thủy mặc đã lắm. Sao ta mặc nó thấm hút mồ hôi á. Cho nên chị mặc lên nó sướng lắm. Cái khung giấy này nè. Chị mặc lên nó sướng lắm. Rất là sướng nha. Chị Thủy Quỳnh. Nhớ vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha mấy chị. Công tình em ngồi em like sáng giờ. 100.000 của chị Thủy Quỳnh nè. 100.000 của chị Thủy Quỳnh nè. Còn con xám nè. Đó xám nai nè. Xe cho 80.000 nè. Chứ em xám nai. Đây nè. Hồng nè. Đó xám còn được nè. Xám. Nè mấy chị, xám nè, được hai con xám nè. Đó, xám nè. Hồi nãy vàng của ai nè. Vàng của ai? Vàng của chị Đặng Văn nha. À, vàng của chị Tài Lê đi. Vàng của chị Tài Lê 80.000. Rồi chốt xám đi mấy chị. Này nó có đêm bao lên. Chị nào chốt xám, chốt giùm em xám. Dạ, cảm ơn chị. Xám. À, cũng vậy 65 đến 95kg chị. Hả? Nhưng mà vải đẹp lắm. 80.000. Cảm ơn chị Thủy. Em cảm ơn. Đó tạm mấy chị.
Coi sao? Trời ơi vải đẹp lắm. Em nói vải đẹp đỉnh luôn. Con này mà sao có chị gì bốn chữ không chốt ta? Chị Thanh Thanh gì đó. Chị Mai Thi Thanh Trang á. Con này mấy chị mặc cái áo phông rộng, mấy Yên mặc cái áo phông rộng với đường quần sọt đẹp lắm. Con này nè. Rồi để tài lê rồi phải không? Rồi chị lấy cái này cho chị Đặng Vân nha. Rồi Đặng Vân nè. Đặng Vân 80.000. Chị 724 mặc liêu. Đặng Vân nè. À, đổi xám. Dạ xám của Như Ý Huỳnh Nguyễn. Vàng. Vàng. Xám. Rồi Như Ý Huỳnh Nguyễn hai con tí em lấy sau nha. Có ring đen nhiều lắm chị Anh Kiều. Phải chị Anh Kiều mà có hai đứa con gái đẹp ơi là đẹp không ta, như hoa hậu không ta. Dạ con này em chốt cho chị Anh Kiều, em chốt cho ai trước vậy? Như Ý Huỳnh Nguyễn với lại Như Ý Huỳnh Nguyễn con vàng con sáng để Yên chụp. Như Ý Huỳnh Nguyễn khách cũ khách mới Củ Chi để em chụp đi qua kia em lấy nha. Bộ 320 đó sao chị không vừa ta? Bộ 320 đó bữa em đưa chị sai gì chị kiếm giùm em nha. Phải chị Anh, trời ơi, bữa giờ chị Anh Kiều đi đâu vậy chị Anh Kiều? Trời ơi, thiệt á. Bả là hai đứa con gái, bả em nói với mấy chị là ngang ngửa hoa hậu. Nói thiệt á. Thiệt á, chị ăn gì mà chị khéo sinh khéo đẻ ra chị Anh. Nói thiệt á, mà hai đứa con gái cũng khôn nữa. Lựa toàn gì mà nét đẹp gì của cha của mẹ giống không. Em nói thiệt, mấy bữa mà bả chụp hình với con gái chị á, mà em tưởng đâu bả chụp hình với người mẫu gì ở đâu hay là bả đi show gì không á mấy chị. Sau rồi sau đó em mới biết. Dạ dạ em chụp hai cái của chị Như Ý Huỳnh Nguyễn là nha, con vàng con xám. Dạ em thu của tài lê lại nè, thu hồi. Rồi thu hồi của đây lại. Rồi Như Ý Huỳnh Nguyễn vàng và xám. Vàng và xám của Như Ý. Rồi ok, vàng và xám của Như Ý Huỳnh Nguyễn. Ờ Yên ơi, dạ đây nè mấy chị, em còn hai con hồng cánh sen. Con này mấy chị mặc cái sọt ring đen cho em nha. Con này mặc cái sọt ring đen cho em, còn hai con luôn nè. Còn hai con, rồi 80.000 hút đi mấy chị. Hút đi cho mai mốt kiểu lỡ lắm đó, mỗi hình là mỗi màu nè. Hình cờ anh nè, rồi con này là chữ hồng nè, đó. Còn hai con đó nè, hút đi chứ kiểu lỡ lắm. Kiểu lỡ, tình đã hết, còn lại gì cho nhau. Người áo này mặc phông rộng đẹp lắm nha. Dạ tay lớn tay nhỏ. Ủa sao tay à, tay chị là tay cho chị hai áo nữa chị á. Dạ đợi em lên cho chị Lê Thi chốt nè. Áo hồng của Mỹ Duyên Nguyễn nè. Chị Mỹ Duyên cũng về sớm quá ha. Áo này sale 80.000 mặc đã lắm nha mấy chị. 80.000 thành phố nè, 4, 13, 62 kg, 1m55. Dạ lấy một cái ring đen không rách, lấy cái hồng của chị Cao Kim Phượng thêm cái hồng của Chiêu Ý nữa. Dạ ok chị, vải đẹp lắm mấy chị. Cô Tông coi giãn 4 chiều nè mấy chị thấy đã không? Cô Tông coi giãn 4 chiều mà vải không có mịn, vải không có mỏng nha. Chị Anh Kiều 80kg không? Phải giờ Anh Kiều 80kg không? Rồi chút nữa em đứng thì em lựa cho. Rồi con này của chị Cao Kim Phượng nè. Con này 80.000 rồi chị Như Ý Huỳnh Nguyễn thêm con nữa. Nó có nhiều mẫu, chị Như Ý Huỳnh Nguyễn muốn lấy con xanh đen không? Về đó em lấy thêm con. Để chút chưa em bên đó mở kho rồi em lấy thêm cho chị. Chị Cao, nó có màu xanh đen nữa. Màu xanh đột chuối nữa nha mấy chị, xanh nước biển nữa ha. 80.000. Còn không đợi trưa đi em qua em like em xả bên đó cho. Rồi em chốt lại con này. Hết rồi không? Em chốt lại cho chị Anh Kiều con quần ring đen không rách. Quần ring đen không rách chị Anh Kiều. Anh Kiều đen không rách 200. Vậy chưa ngủ chứ không phải dậy sớm nha. Dạ có áo xanh đen cho chị Anh Kiều, con xanh đen luôn hả? Nè ghi nha, rồi hên xui nha. Một xanh đen. Rồi đó ghi rồi hên xui về bển nè. Người nào có, ví dụ chị chốt trước này nè thì được trước. Nè con ba lỗ này treo cho 60.000 nè. Ba lỗ chữ New York nè. Ba lỗ chữ Mỹ Yên hay ngồi like mà đó. Là con đây nè mấy chị, tại em chưa ngủ á chị.
Thấy bác sĩ dự đoán vài tháng nữa mà thuốc thang không đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đàng hoàng, đột quỵ. Mà giờ cứ giờ hoài luôn. Dạ, một con 8 của chị Anh luôn phải không? Rồi để em ghi thêm một con 8 của chị Anh. Một 8 nữa, một 8 nữa. Nó có màu trắng nữa nha mấy chị, mà màu trắng là cái màu mà mấy chị mặc đẹp nhất nha. Chốt giùm em áo ba lỗ NY nè, có một con sale cho 60. Nè, chị Lê Thi lấy hai con trẻ trẻ. Chị Lê Thi ơi, nói như nè, tin em đi. Đợi em về bên kia em lấy cho chị hai con áo Quảng Châu chữ Mỹ Yên thích mặc á. Chị Lê Thi, còn không tối chị à, để em lấy cho chị rồi, hoặc là tối chị vô like chị kêu em lấy cho. Hai cái con áo Quảng Châu đó đẹp lắm. Em có con tôm mì nè, và thông báo con này bán 100 ngàn là mấy chị phải hốt luôn nè. Tôm mì xanh 100 ngàn. Cái mã này là mấy chị sẽ dần giật nè, có con bán 100 ngàn. Cái con này là thiệt sự đã hết rồi nè, mà không biết ở đâu mẹ gặp nhiều về nữa. Tại vì những cái con mà cờ anh này nè, khi mấy chị mặc lên sọt nó đẹp lắm. Chốt giùm em ba lỗ cờ anh, con này dưới 85 kg đẹp lắm. Áo thai à, áo thái còn màu lấy thêm phơm rộng nha. Dạ ok, tối em kiểm tra em lấy thêm cho chị Cao Kim Phượng áo thái. Em lấy cho cái màu không trùng với chị nha. Chị Cao Kim Phượng, chị Cao Kim Phượng áo thái. Trời, con đó chưa bằng giá nhập vô chị, nhập vô 100 mấy lận chị ơi. Lấy 80. Tại vì còn mà để lâu cái em nhìn em chán á. Được không chị Lê Thi, được là ok, lên giùm Ý Yên nha. Ý Yên lấy hàng cho. Ý Yên lấy hàng cho chị là áo mê. Nói chung là em sẽ lấy nè, áo xám em còn nè. Áo xám em còn một con. Em sẽ ghi cho chị Anh Kiều nha. Em nói thiệt, em lựa hàng là chị mê, chứ chị không có chê vào đâu được đâu ha. Đó, gửi luôn. Dạ, hai con áo Quảng Châu của chị, tôm mì xanh của chị Anh Kiều luôn. Dạ ok, em chốt chị Lê Thi nha. Rồi, chốt của chị Lê Thi nè. Lê Thi, hai áo Quảng Châu. Em lựa áo phông chữ mà sang, em thường mặc cái quần rinh cho Anh Kiều áo tôm mì xanh. Áo này có một con, có một con à chị Thúy Quỳnh ơi. Cho nên chị Thúy Quỳnh lấy mã khác giúp em nha. Chị Thúy Quỳnh lấy mã khác giúp em ha. Mã khác giùm em. Con này của chị Anh. Bữa giờ nó có rin không rất nhiều lắm á chị. Bữa giờ em có rin không rất rất là nhiều nha chị Anh Kiều. Cái này là của chị Anh Kiều. Cái con mà em nói con ba lỗ cờ anh á, nó đẹp giả men cho nên. Ê, mã rêu. Ốp điện thoại với bộ đồ hợp nhau rồi chứ. Chị xong anh biết, em biết em bị là em bị nghiện cái hàng gì không? Em bị nghiện cái hàng phong thủy chị thôi, chị xong anh. Cho nên chị thấy em tuyển thẳng từ bên đó về luôn. 5 tượng Phật bàn tay để em tặng 5 chị chia sẻ đầu năm hữu duyên. Em có con áo thái màu rêu này đẹp không? Có lấy đi mấy chứ. Có con là 80 ngàn áo rêu. Em bị ghiền cái hàng phong thủy. Em ghiền lắm chị xong anh. Chị không ăn tóc mỡ lắc tỏi ớt không? Bán cho mình. Hôm qua đi làm mấy ký về làm cho nó đầu bù. Bây giờ nó rít quá trời à. Cho chị hai cái sọt rắc nữa, hai cái trước bán rồi trời ơi. Bán ai vậy chị? Nè chị Đặng Vân nè. Giờ chị muốn lấy sọt 140 hay là chị muốn lấy sọt cao cấp? Chị Đặng Vân rêu nè. Chị Đặng Vân 80 ngàn. Giờ chị muốn lấy sọt gì chị Thi? Chị có lấy cái sọt ngọc trai hồi nãy màu đen 220 không? Hay là chị muốn lấy sọt rẻ 140 hàng Việt Nam xuất khẩu? Chị muốn lấy sọt gì chị báo em. Rồi nội cha con này sale tiếp nè. Con này sale cho mấy chị luôn nè. Mệt rồi đó. Nè con này sale cho mấy chị 70 ngàn nè. Áo trắng chữ nè, đẹp không? Con này chị nào mà khoảng cỡ dưới 75-77 kg hút con này. Áo chị lựa là vừa mặc được với quần rinh. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con áo Quảng Châu đó mà em lựa cho chị điện máy Thủy Ngân là chị về chị sẽ bị ghiền đó. Em nói thiệt. Cho nên mà lô nào mà bên đó về mà em hỏi là em phải, em nói chung là phải đặt hàng tao bao á, là phải coi được cái comment của tụi nó đó, là cái vải nó có ổn không. Chứ thiệt sự mà vải không ổn về thì đôi lúc là em sale vốn em lỗ tiền ship.
Đôi lúc là em sale lỗ nghe mấy chị, tại vì bán giá chính quy ra là coi như em mất mấy chị luôn ha. Không có làm hổm giờ má em hồi đó bả đi du lịch chị, bả đi du lịch Quảng Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh, Bắc Cực rồi gì đó. Xong rồi bả về cái công việc ở trường mà ứ một đống. Cô heo bả, cô heo em mà còn chưa làm nữa đó chị. Còn định kêu má làm kim chi vô để giao Tết với chị, má nói giờ má bận lắm rồi. Xong cuối cùng 19-20 em nghỉ Tết xong rồi bắt đầu em cấm đầu em làm đồ ăn nữa. Hả? Dạ 140 chút nữa em lười. Ủa con trắng này đâu ai chốt rồi tự nhiên cái bỏ luôn rồi ghi ghê dữ hết trời. Thiệt chứ. Má ngồi ghi như đúng là à, nãy còn con cu xì của chị nào chưa chốt vậy? Hồi nãy còn con cu xì của chị nào chưa chốt, chốt lại giùm em được không? Kéo lên. Bà nào cha em phải kéo lên mới được. Còn con nó tồn ghê lắm. À rồi chị Cao Kim Phượng thấy à. Hồi nãy chị Tài lên lên chốt giờ Cao Kim Phượng. Cái trà bông mà mấy chị ăn trà bông rẻ quen rồi. Cho nên khi Mỹ Yên làm trà bông 60 ngàn của chị Cao Kim Phượng. Làm con cháy trà bông 100 ngàn nó cay với không cay ra. Cái nó giá nó hơi bị chát so với mấy chị. Cái xong rồi cái hồi bữa cái em chán bán. Em chán bán xong rồi chị Nung Lê biết em làm cái gì không? Em gửi về cái tụi em út của em mà nó đi cho từ thiện ở vùng núi á, rồi em cho em gửi về đó một thùng hết luôn. Em gửi về một thùng rồi tụi bay tự chia ra đi ha. Tụi bay chờ tự chia ra đi rồi đi đâu thì cầm theo nè. Áo gấu 60-90 kg có chị nào lấy nữa không? Sale 60 còn được mấy con nè đó. Em gửi hết về luôn chị Nông Lê, hơi kệ đó, kệ bà đó. Xong gửi hết về lại luôn chị. Cho mấy chị ăn cái đồ này. Thiệt sự mấy chị ăn hàng công nghiệp quen rồi. Cho nên khi mà em làm ra hàng chính quy á, thiệt là mấy chị sẽ bị chọi. Mấy chị sẽ bị chọi cái giá. Nè em có con xanh đen cờ Mỹ nè. Xanh đen cờ Mỹ chị nào lấy thì lấy đi. Nó bị chọi giá lắm. Cho nên khi mà em làm đồ ăn ra em bán, lúc nào em cũng có ăn câu á, mắc lắm đừng ăn. Lấy cho em hai cái áo thun Quảng Châu đen và trắng. Dạ để em lấy cho. Chị Như Ý Huỳnh Nguyễn này 80 kg là bằng em phải không? Rồi chị Lê Thi nè. Lê Thi Hải Quần. Lê Thi nè. Lê Thi Hải Quần sọt rách. Rách eo 100. Rồi chị Như Ý Huỳnh Nguyễn. Như Ý Huỳnh Nguyễn hai áo Quảng Châu trắng và đen. Mà áo Quảng Châu á mấy chị, nhà bán con áo 60 ngàn cho đỡ mắc bông lông được không? Nhưng mà con này còn cỡ dưới 77 kg thôi nha. Bán 60 ngàn hốt giùm em đi, hốt giùm em đi mấy chị được không? Hốt giùm đi, năn nỉ đó. Hốt giùm em áo đi, năn nỉ ỉ ôi á nha. Áo 60 ngàn của Vân Thảo Nguyễn. Lúc nào có làm lại nha, cho con chị ăn nó rất dạ. Vân Thảo Nguyễn, hello chị Vân Thảo Nguyễn. Bà này bà đầm tính nó tại cứ im bà làm. Im bà mua thôi. Bà im liền. Như gió mùa thu. Dân Thảo Nguyễn làm ra phải mẻ là banh đồ ra hết chị. Banh chành đồ đạc ra hết. Có gì cho em không? À không em xuống lai. Ờ xuống lai đi. Tại sáng không có môi đồ lai được. À xuống lai đi gái. Xuống lai đi Minh Anh. Còn muốn lấy quần rin Minh Anh, lấy quần rin nông, lấy quần rin cho nha. Mới về quần rin eo 101 đẹp lắm nè. Vân Thảo Nguyễn 60 ngàn. Chạy đi cho nó vuông ha. Chị Nung Lê có lấy cái lấy túi này cho con gái không? Có lấy túi con thỏ cho con gái không? Túi sắp đeo nha chị, có dây đeo chéo nha. Túi con thỏ nè, có lấy cho con gái thì lấy nha ha. Con này là 170 ngàn nha mấy chị nha. 170 ngàn đó. Ê nói nghe nè, còn con áo này nãy moi lên được có con áo độc nhất vô nhị mà không lấy hả mấy chị? Áo sống gấu nè, 60 ngàn. Sống gấu. Rồi áo này đưa cho chị Cao Kim Phượng đi. Dạ dạ chị Thúy Nguyễn Thị.
Để kể nghe, 2 giờ sáng đi vòng vòng mượn 200 ngàn mấy chị. 2 giờ sáng phải muốn bỏ 200 ngàn để chị mẫu áo dài. Chị nào mà mê áo dài mà mẫu áo dài tối hôm qua không trốn là chị đã hối hận. Từ đợt đầu tiên tới bây giờ, mẫu áo dài tối hôm qua là mẫu áo dài đỉnh nhất. Ren mềm, mịn, form đẹp, lên cổ ngọc trai và tay rất là đẹp, kể cả chân váy. Dạ, kể cả chân váy nha mấy chị nha. Kể cả chân váy nha. Cho nên chị nào mà tối qua. Dạ, ok chị. Chị nào mà tối hôm qua mà không chốt mấy cái đó là cực kỳ sai lầm luôn. Họ ai em xỉu áo dài, trời ơi nha. Em đi lấy rinh về chị, em xỉu một cái đục. Em đi lấy rinh về không là em cũng mắc mệt với nó rồi đó. Em mắc mệt rồi đó. Em thấy là em mắc mệt rồi đó. Chị Thúy Nguyễn Thị lấy áo này không? Áo này 100 ngàn nè. Áo tơ mì nè. Chị Thúy Nguyễn Thị lấy áo tơ mì này không? 100 ngàn nè chị. Cung giấy. Chị biết không, tối hôm qua em về chị Thúy có chốt cái con đầm nơ đỏ trắng không? Con đầm nhung đỏ mà phơm suông mà có cái nơ bự ở đây không? Em nói với chị Thúy nha, em mặc con đầm đó lên ông Phước mê. Ông Phước ổng mê luôn, kêu trời sang quá trời luôn. Thiệt luôn. Mê, may đám cưới, trời ơi. Nghĩ mất hết bữa like tối à. Cho mấy đứa nhỏ ở nhà like. Tối thứ bảy mấy đứa nhỏ ở nhà like đi đám cưới cái. Chốt giùm em, ủa bên đây tôi 6 thứ 7 mấy chị. 6 thứ 7 à. Chốt con này 100 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị một con quần thun nè. Hôm nay quần ông địa đá vừa đẹp lắm chị Thúy. Hôm nay quần ông địa đá vừa đẹp quá trời luôn. Quần sọt trắng với sọt đen ngọc trai 220 cũng đẹp quá trời. Rồi em lên cho mấy chị con quần rút bụng. Con quần Becky rút bụng. Bộ áo dài đó tay như vậy chị mặc được. Coi chốt cho chị bộ. Rồi em cứ gửi đi, còn chị chọc là chị trả về em thôi, chứ chị mua cũng dễ chịu mà. Được không chị Phượng? Chị Phượng muốn lấy size L 70-80kg hay là lấy XXL 80-90kg. Chị Cao Kim Phượng nè. Một áo dài. Trời ơi chị Thúy ơi, chị không có chốt cái con đồng nhung đỏ về cái nơ bự á. Là tiếc lắm luôn. Tiếc lắm. Rồi chút này em bị vẽ cái em giả bộ em bắt cái like em bán những cái đồ Quảng Châu. Bữa giờ em đi sưu tầm thì cho mấy chị giá chát lắm. Giá chát lắm mấy chị. Giá quá trời chát luôn. Chứ không có cái nào giá mềm đâu nha. Giá chát ơi là chát luôn. Nè hồi bữa để giờ để hai cái con đầm tuột kỹ đi may cũng chưa may nè. Nè quần rút dây nè, quần này 220 mấy chị. Quần này chín tóc nha, quần này 220. Chị nào chốt chín tóc rút dây này chốt giùm cho em phải coi dễ. Quần này có size 32-36. Tương đương là size 60kg đến size 85kg. Tương đương 60kg đến 85kg nha mấy chị nha. Tương đương như vậy á. Cho nên chị nào chốt chốt thì chốt lên giúp giùm em. Nè coi quần hôm nay nè. Ở quần 220 mà đẹp không chị Thúy? Ôi mê. Em còn mê đừng nói chị mấy chị không mê. Mê quá trời quá đất luôn. Mê không có lối thoát luôn. Quần sọt trắng thì còn có con size 30 mấy đây. Ê không ấy chị Thúy mặc con này nè. Ôi mặc con này cống hoa đắt lắm nha. Mà con này cống hoa đắt lắm đây mấy chị ơi, em 100-102 nè. Mặc con này đi, cắm hoa đi, cái này sâu đít nè. Cắm hoa đi đẹp lắm. Hứa, hứa thề đảm bảo luôn. Nghĩ sao tôi đi lấy hàng về nè mấy chị. Mấy chị coi tôi đi lấy hàng nè, mấy chị thấy tôi gớm không? Tôi đi lấy hàng về là bao nhiêu người biết xỉu với tôi luôn á. Tôi điên dữ lắm mấy chị ơi. Tôi điên dữ dằn lắm, lấy con quần rút dây size 32. Tôi khùng dữ lắm. Có con đầm nè, con đầm ngủ 60-100kg nè, bán cho 70.000 đồng ngủ tiếng nè, đẹp không? Mấy bà cứ để đầm này lại đôi tối rồi tôi đi tắm, tôi cũng lấy cái đầm tôi mặc hết trơn á. Tôi vừa lòng mấy bà để tôi ế. Rồi 32. 32 của chị. Quần rút dây 32 của chị Anh Nguyễn. Chị Anh Nguyễn mua cho con gái hay sao vậy? 32 của chị Anh Nguyễn. Ủa chị Anh mua cho ai à chị Anh? 220. 36. Tụi em bán hồi phì, em bán hoài luôn. Má bán em nói hứa tuần này không đi lấy hàng mà thường thường cũng bốn này đi lấy hàng.
Ở trên kia đang kêu có lô đồng xe cây về nữa. Bởi vậy cho nói em nợ tứ bề luôn á mấy chị. Dạ chị An Nguyễn Hà Nội. Nó size 36 nha chị. 220 của chị An Nguyễn. Nó size 36 nha mấy chị nha. Chị ơi có mẫu chín tóc mà ống le hả chị Ánh Nguyệt, là em thẳng thắn trả lời luôn là không có. Chín tóc mà 36 là không có. Ở lộn. Chín tóc mà ống le là không có chị. Giờ rảnh không ai muốn mua Rin Nam không? Rảnh ai muốn mua Rin Nam thì báo em nha. Báo em là hôm qua ai chốt chị Trang Nhơn hả ta? Cái like hôm qua ai chốt ta? Cái live riêng buổi sáng này à, riêng nam. Để em kiếm thử phải chị Trang Nhơn chốt cái quần size 30 luôn nha. Rồi Trang Nhơn chốt cái quần size 30, size 40 nè. Trang Nhơn chốt cái quần riêng nam size 40. Bà nội trai cái quần này nó hiếm bà cố luôn nha. Nam là 100 nè. Size 40 nè. Mấy chế đi kiếm được tôi làm con mấy chế. Tôi nói thiệt. Size 100kg nè chị coi quần. Mà quần co giãn đã lắm chị. Cái quần Quảng Châu 280-300 kia không bằng. Không là cái đinh rỉ của cái quần hàng Việt Nam xuất khẩu 200 này đâu nha chị. Chị coi này nó phơm. Nó may cái vằn giống như ông địa á chị. E size 40 nè. Có mẫu lạ hơn nhưng phải có eo chị Hạnh không. Nè em được có 30 con. Tối hôm qua nghỉ like cũng chị 30 con này với cái lô này về nè chị. Mà ví dụ đi lấy hàng mà 5 bao tải em không có tiếp. Tự đi lấy hàng nghỉ một buổi like mà em về được có nhiêu, có một bao tải hàng với lại một áo khoác lông 87kg thì chị mặc còn cỡ size 36 hoặc 38, 338 đi chị, 38 đi nha, 38 chị rộng chật thì cứ báo em đổi size cho, mà có 200.000 mà co giãn rồi cho nên mấy ổng mê lắm. 87kg mà cao cao lấy 35 cũng có 35 size 31, nhưng mà giờ đo eo đi chị. Chị chạy tung tăng vô chị lấy cái đo eo tẩy hết trơn à. Nó cắt sai chị cho nên là không có ngồi định hình được. Đấy, nó cắt sai hết trơn chị chán chị. Nó được có chưa tới 30 con. 6-7 con này là nó còn không có hai mấy con. Cái này của chị Trang Nhơn nè. Nãy em có cái quần 3 nút của eo 85 sao chế không lấy. Ký với chị quần eo 85 đi vì chị còn đi chợ. Chị Trang Nhơn này là 200 nè. 200 của chị Trang Nhơn nè. Kiếm cho chị con quần eo 85 đi cho chị còn đi chợ. Dạ kiếm cho chị nha. Tôi tải nãy giờ chưa ra hết nữa. Nè quần rin mới về nè chị. Quần rin nam nè. Đó rin nam xanh đen nè chị. Đấy rin nam xanh đen đó. Hồi nãy nó có một con đen 31 nha chị. Nó có một con đen 31 ha. Một con đen 31 mấy chế ơi. Con này size nhiêu ta? Bởi vậy cái quần này nó cắt size nè. Mấy chị coi quần xúc nhật nè. Bà nậu cha nó đẹp bà cố luôn. Quần xúc nhật nó đẹp bà cố nậu cố hoại luôn á mấy chị. Trời ơi nó đẹp mà dùng từ xúc phạm người nhìn luôn á. Size này 35 nè. Trời ơi em kiếm cho chị xong ăn nha. Này 40 nè, 40 hàng chiếc nha mấy chị. 40 là hàng hiếm dữ chăng luôn á. Rồi xong anh 38 không? Dạ, rồi chụp cái xong anh lại đi. Nam 38 của xong anh. Nam 38 của chế xong anh. Rồi, chút nữa em soạn cho mấy chị. À, ổng eo 88 á rồi. Cho em 1 phút nha. Em kiếm cái quần cho chị Thủy Yến cái. Đợi em 1 phút. Em lên cái mã quần nghỉ 88 cho chị cho. Rồi em. Nha 88. 88 nó nhiều mà tại vì nãy giờ chị kiếm thôi chứ eo 88 em mất trời. Nè quần nam size 32 nè. Quần nam đen size 32 nè chị Hạnh. Đây nam đen 32. Nam đen 32. Nam đen 32 chút cho em cho. Nam đen 32.
lấp đóng em ngồi đo luôn. Này, để em một chút gì giá nữa. Đây em đây. Dạ, chờ em chút chị ạ. Lên quần này nha chị nha. Chị coi mẫu đẹp không? Chị coi mẫu xanh đen nè. Xanh đen mà độ co giãn có nha. Quần ống nhỏ nữa nha chị nha. Rồi lên con này cho chị nè. Con này eo 90. Con này eo 90 nha. Em hạnh 22 nè. À. Ổng eo A hạnh 22 hả? Rồi đợi chị chút. Con này eo 90 nè. Eo 90 tương đương là chị mới đưa bé đi học hả? Eo 90 là tương đương 70 kg nha. Eo 90 tương đương 70 kg. Kệ 14 ngồi chơi với em lai từ từ cũng được. Em bị kiểu bị lai gấp á. Cái xong em bị mệt á. Eo 90 con này coi giãn dữ lắm. Con này coi giãn dữ lắm. Để em coi thử con quần đen này phải eo 100 không? Em chốt cho chị Anh Kiều nè. Tại cái quần này nó giãn đã lắm. Cái con quần này nó giãn đã đời lắm nha. Trời ơi, con này mà chị Anh Kiều mặc vô một phát là bị ghiền nè. Vải đẹp mê ly. Mà có 200. Mà có 200 ngàn ha. Eo 100. Áo hả chị? Tối 8:30 chị vô được không? Hay là trưa nay đi. Em bê cái áo thun Quảng Châu qua em quốc cho. Nhiều mẫu lắm. Chắc phải là 8-90 mẫu á chị. 8-90 mẫu nha chị nha. 8-90 mẫu là có thiệt nha chị nha. Nhiều lắm chị. Áo đẹp không? Yên tâm là kêu mà em lựa một cái là em chỉ lựa mẫu đẹp cho mấy chị đâu. Ờ tính kỳ lắm nha. Tính kỳ lắm. Anh Kiều 200 nè. 200 của chị Anh Kiều nè. Rồi eo 90 chị nè, chị cứ eo 85 nè. Ồ eo 85 này đi kiếm cũng bị hơi bị mệt à. Eo 85 hồi nãy em có cái con này, cái này eo 80. Hồi nãy em có con eo 85. Chị nè, hồi nãy thấy em like con eo 85. Để em nè. Con này eo 90 luôn nè. Con này lai lạc nè mấy chị. Con này lai lạc eo. Con này lai lạc eo 92 nha mấy chị. Con này lai lạc eo 92 nè, đẹp ha. Trời ơi, chị nào mà dưới 72 tí chốt với con này. Chốt con này là em nói mấy chị bao phê luôn á. Chốt giùm em là mã 65 eo 92 này. Có con eo 85 này chứ không chịu hả? Con này eo 80 rồi. Nói là con xanh đi. Con này eo 82. Con này eo 82 nha mấy chế nha. Đẹp ha. Con ba đúng này eo 82 nè. Đó, chị nào chốt eo 82 chốt con ba nút này nè. Ba nút eo 82. Vẫn đang mò mẫm cho mấy chị. Nè, hôm nay có mấy mã quần nè. Đợi chút đo cho Hạnh ơi. Rất rất. Ở trên ghế. Chị dán mặt không em tặng chị? Chị dán mặt không em tặng quần cho chị? Chủ yếu chị dán mặt không? Chủ yếu chị dám mặc là em dám tặng nghe eo 100 của chị luôn á. Chủ yếu chị dám mặc không là em dám tặng. Con ở sau đít nè. Đấy. Dám mặc hay không ấy.
Chị Mai Thi vô thích quần rách không? Là chị Mai Thi là với em là một cô ấy. Chị với em một cô ấy. Đùa. Đẹp lắm mấy chị, hôm nay quần về đẹp lắm luôn á. Nè, đó, mấy cái con quần này mà chị nào vừa là mặc đẹp lắm. Ồ, em đi lấy hàng dậy á, chị thấy em bị đứt dây không? Trời đất ơi, đứt dây dữ lắm. Con này eo 105 nè. Con này eo 105 là tương đương 85 hoặc 90kg nè. Lai rin một cái này em bị nhiễm trùng mắt liền. Eo 105. Eo 105 là tương đương là 85-95kg. Trời, kiếm cái eo 88 của chị kia. Nè, baggy nè, baggy nè mấy chị. Hốt. Mình làm nè. Xanh bạc nè. Xanh bạc số 9 nè. Xanh bạc số 9 nè mấy chị. Xanh bạc số 9 thì eo nhiều. Con này là eo 85-86. Nè chế ơi, đẹp không chế? Chế gì nè? Chế gì đó ơi nè. À, chế gì đó ơi, chế gì quên rồi. Chế Thủy Quỳnh ơi, chế Thủy Quỳnh lấy con này được không? Chế Thủy Quỳnh eo 85. Eo 85 nha, 85-86 là con này ha. Rồi chốt giùm em mã 66. Mã 66 eo 86 mấy chị. Kiếm con quần ăn miếng đậu hũ à, mệt quá. Eo mã 66 eo 86 chị Thủy Quỳnh ơi, chị còn ở đây không? Chị còn ở đây không? Chị báo lên giùm em tiếng cho em biết đi. Họ eo 90 là mới chế đẹp không? Chị nào mà 70kg hút con quần thì em nói trúng một khúc. Ha, rồi giờ giả bộ mình ngưng cái khúc đây đi. Nè quần số 7 nè. Quần số 7 eo nhỏ nữa nè. Đó quần này, quần hồi nãy số 9 là eo 85, quần này chắc eo 80. Trời ơi con form này đẹp lắm nha mấy chị. Em thông báo với mấy chị là con form này đẹp ngất ngay con gà tây luôn á. Dạ đẹp thiệt chứ không phải đẹp giỡn đâu. Nè em có con quần, có con quần này đẹp mà mỗi tội nó bị dơ nè mấy chị, nó bị dơ nha, cho nên thôi em để lên con hàng lỗi, em để con đó lên hàng lỗi nha mấy chị. Con này size số 9 nè. Trời mấy con này đẹp quá trời luôn. Con này size bao nhiêu? Mấy con này đều là lay lật hết đó nha mấy chị. Mấy con này đều là lay lật hết. Mấy chị với em ấy mấy chị. Cho em bớt cu đơm nữa. Rồi thôi giờ mình chuyển qua rin đi. Em mình chuyển qua rin nam ấy. Lên lửng hả chị? Lên lửng ha. Đợi từ em coi thử còn mã gì lửng mà em chưa lên cho chị không. Cái này eo 108 nè. Mã 90. Đây 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 đây. Đây chị Mai Thi Thanh Trang mới vô đúng không? Quần rút rút bụng chín tóc, quần này có size 35 36 cho chị nè, mà quần này chị mặc 36 đi tại vì rút bụng á, mình mặc cái rộng á nó ra cái form baggy nó rất là đẹp ha. Mệt, đang mệt hả? Đang mệt mà. Chưa em chưa kiếm có váy rin chị Sam Anh, để chút xíu em coi lên em coi cái hàng mới về còn có mẫu váy rin không. Mệt nhưng mà có nhiều thứ áp lực không nói được mà mình cũng không cho mình buồn. Mình buồn cái lan tỏa hết nhà buồn mình, nói chung nhiều thứ không nói được. Nhưng mà không sao. Rút bụng. Con này 220 nha chị Mai Thi. Dạ chị Mai Thi ơi, con này 220 nha chế Mai Thi. Dạ chị Mai Thi bây giờ coi tối trưa em like tối trưa cũng được không sao nha. Chị Mai Thi chị xong anh rảnh rồi đó. Ấy là mua tối trưa thì ngồi luôn cũng được. Ha. Ủa ok hay không mà trời. Chị coi trong bill mà gửi đồ chị rồi là có chụp bill qua là gửi cho chị rồi ha. Chị Mai Thi nè. Ok. Chị Mai Thi Trang Thanh nè. Baggy này dễ mặc lắm mấy chị. Baggy này rất là dễ mặc nha. Baggy này mặc dễ lắm. Mặc dễ, dễ mặc mà dễ phối đồ lắm baggy nè. Rất là dễ mặc, rất là dễ phối đồ. Em có nhiều mã lạ lắm. Chút nữa đợi 12 giờ thằng Phi với mấy đứa dậy họ em kiếm cho những cái mã lạ cho mấy chị. Lạ cực kỳ luôn mà eo 100 của chị em với chị Mai Thi rất là nhiều ha. Rồi lên quần nam cho mấy chị nha. Lên quần nam rách nè. Mã này mã rách.
Em mà đi kiếm quần cho ông Phước là em lựa y chang cái gu của em. Dạ con này là eo 88 nè, con này tương đương là 31 nè. À con này size 30 nè mấy chị, con này có size. Con này size 30 của đàn ông nha. Con này size 30 nè. Đó. Chồng chị nào mà size 30 thì hốt con này nha. Dạ cho chị coi lại quần rút bụng nãy chị anh Nguyễn có coi á. Quần rút bụng. Hồi nãy em có một con quần rút bụng hàng Việt Nam xuất khẩu eo 100 tới 103, 104, 105 á. Mà em cuộn lại xong cái em bỏ bên này mà em kiếm hoài nó không ra, mà con nó đẹp lắm. Mà đầu che con nó đẹp nó mới ghê chứ. Mà cái xong rồi cái đầu mình nó bị lắc não. Cái cầm quần bỏ ở đâu kiếm không ra. Cho chị cái quần eo 82 là quần 3 nút hồi nãy phải không chị? Phải quần eo 82 là quần 3 nút hồi nãy không chị? Là mã 69 eo 82 đúng không? Này đúng không chị Thủy ơi, đúng không? Quần này có co giãn mà form đẹp lắm nha. Quần này form đẹp lắm nha chị Thủy. Quần 3 nút form hơi bị đẹp luôn. Dạ 200. Đợi từ từ đi Trang ơi, tí xíu nữa chị dạy chị báo cho. Con này mà chị Thủy về cầm cái quần lên với cái vải lên, chị Thủy thích lắm, thích cực kỳ. Thích Nam có quần màu trắng không em? Dạ không anh Lâm, anh hay chị Lâm Đặng ơi, không có quần trắng. Em thiệt sự là em không có chuyên về Nam, mà tại vì lâu lâu đi cái kho Việt Nam xuất khẩu thì nó có cái lô đó, nó gần dúng thôi nha, chị em không nói dúng, nó gần dúng quần ông Địa đó anh ạ. Cho nên lấy về bán cho mấy chị mua cho chồng mà phải biết size hoặc là biết eo á anh. Nhưng mà vải đẹp lắm, co giãn mà form đẹp lắm. Em nói với anh chứ co giãn mà form cực kỳ đẹp luôn. Rồi em đưa quần lên cho anh coi. Rồi giờ còn lẻ size đó. Giờ còn lẻ size. Của chị, của Thủy Quỳnh mà ghi ra thành Thủy Đạo. Thủy Quỳnh nè. Thủy Quỳnh à, chị Thủy Quỳnh cho em 3 số điện thoại đuôi sau được không chị? Phạm Giang. Chị Thủy Quỳnh cho em 3 số điện thoại sau được không chị Thủy Quỳnh? À, Hậu Giang. Hậu Giang 200. Hậu Giang 200 của chị Thủy Quỳnh. Ở trong tin nhắn chị Thủy Quỳnh chưa cho em số điện thoại. Hậu Giang. Dạ chúc chị vô chị cho giùm em số điện thoại nha chị Thủy ơi. Có size 36 của chị Anh Nguyễn. À, ủa hồi nãy em lấy quần à, ủa chị ơi hồi nãy em lấy quần eo đó là eo 82 chứ không phải eo 85 nha chị Thủy. Phải chị Thủy Quỳnh này chung không vậy? Hồi nãy em lấy con đó là eo 82 á. Eo 82 á. Lấy cái con này. Em nói em bỏ cái bao quần rút dây đâu rồi sao? Em mới bỏ cái đùng đâu rồi chị nhớ em quăng cái con quần rút dây 36 của chị không? À 36 mới rút qua chị kia rồi. Vậy là em không còn 36 rồi chị. Để em coi thì còn 36 không em. Rồi vậy hết 36 rồi chị ơi. 36 hồi nãy lúc đầu mà lấy cho con gái chị em kêu chị lấy á. Thế chị không có lấy cái 36 mới rút cho chị gì kia. Em lấy cho chị eo 82 á nha chị Thủy. À xếp em mặc coi cho xếp em mặc sạch sẽ. Em đang ra tiếp một mẫu caro co giãn này nè, nhưng mà em đang ra mẫu khác cũng trưng váy quần nha. Ơi hôm qua em về đầm nhung đỏ cũng đẹp nha, em về áo dài đỏ cũng đẹp, mà em về cái đầm ba màu cũng đẹp nha mấy chị nha. Đó cho chị coi nam size 33 hả? Ờ nó không có 33 chị, em thấy nó có 30, 31, 32, 33 không có, có 34 mà bữa nay nó lọt đâu vô con 35 nữa. Rồi giờ đo quần eo cho mấy chị nha. Quần nam nha, con này là xanh đen nè. Mấy chị nhớ đo eo chồng giùm em nha. Con này xanh đen mà mấy chị coi xanh đen viền đẹp không? Viền đẹp mà form cực kỳ đẹp mà mấy chị coi vải co giãn. Trời ơi con này mà chị chồng chị nào mà chị muốn mua thêm quần eo 85 ống nhỏ đường rách. 10 giờ em đi làm rồi. Tối 8 giờ vô đi. Tại vì bên đây em không có để xét chị. Còn nếu chị Mai Thi Trang Thanh muốn hồi em gửi hình xét qua cho chị lựa được không?
được không? Tí xíu em gửi hình set qua cho chị lựa áo dài, rồi em gửi một đùi set, có bộ set chín tóc bi cũng đẹp nữa, vải đẹp lắm. Đó, chị muốn thì tí em lựa cho. Dạ, con này là chị anh chồng chị nào mà eo 98 là hốt nè. Eo 98 để em coi thử nó còn size không nha, hay nó cắt hết rồi. Dạ, nó cắt chuỗi lũi luôn rồi mấy chị. Nó cắt size chuỗi lũi luôn rồi, con này eo 98. Con này em nghĩ chắc là tương đương nó khoảng nằm ở size 34. Cái con này nè, cái con quần nam này nè, em nghĩ là tương đương nó nằm ở size 34 mấy chị nha. Em nghĩ vậy đó. Ha, khoảng cỡ đó. Này khoảng cỡ 75kg nè. Này khoảng cỡ 73-75kg. Em nghĩ khoảng cỡ đó nha. Chứ em không có chuyên quần nam. Nó có size thì dễ bán. Đó. Chút nữa em gửi cho. Em gửi chị một nùi nha. Quần này là quần túi hộp của nam nè mấy chế. Quần này là quần túi hộp của nam mấy chế. Lưu ý giúp em nha. Có một con màu đen. Có một con màu đen. Có một con rồi nha. Mà em nói mấy chị hàng Việt Nam xuất khẩu này 200 nó đã lắm. Nó đã cực kỳ. Cái anh gì đó còn ở đây, anh gì hỏi quần trắng còn ở đây không, em lấy cái quần giống giống ông địa để lên cho anh coi. Anh gì đó, dạ con này là eo khoảng cỡ, lộn, nam đâu có đòi được, con này eo khoảng cỡ 92, con này eo khoảng cỡ 92 nè, eo 92 thì tương đương khoảng cỡ size 32 khoảng nè. eo 92 quần nam. Eo 92 đen túi hộp. Đen túi hộp eo 92. Đây là những con quần. Nè Hạnh ơi, Hạnh chốt quần đen này cho chồng đi Hạnh. Hạnh chốt quần đen này cho chồng đi. Trời ơi, nó làm cái form với cái túi đẹp lắm. Mà mỗi tội size 32 thôi mấy chị. Nó ghi 32 nè. Nó ghi 32 nè. Đó. Chị muốn mua quần eo 85. Dạ con này khoảng cỡ eo này khoảng cỡ 84 85 86. Con 32 này nè. Con 32 này chắc là size khoảng cỡ 31 bình thường nè. Nhưng mà con này nó ghi là eo size 32 là eo khoảng cỡ 86 nè. 86 mấy chị. Eo 86 mấy con quần đen này nha mấy chị nha, eo 86. Cho nên chị nào chốt mấy con này thì tranh thủ chốt ha. Nè. Chốt nè chị, chốt quần đen eo 32 size 32. Trời, cái túi với cái phần quần đẹp lắm. Cái túi với cái phong quần tuyệt vời đẹp luôn á. 200 của Nguyễn Hạnh 222. Chị xong anh mua tóc mỡ không? Mua tóc mỡ rất tội ớt không? Đâu dám đăng đâu, lần ít quá đâu dám đăng. Lắc mắm tỏi vô ghiền lắm. Nguyễn Hạnh Đà Lạt. Nguyễn Hạnh 222. Con này mấy chị ơi, con này nam nhưng mà size bé. Chồng chị nào nè đẹp không mấy chị? Chồng chị nào cũng cỡ 50-55kg. Nó chồng chị nào 50-55kg thì nói em đo nha. Nói em đo ha. Con này là màu con này màu lò màu gì mấy chị? Màu nâu hả? Kaki nâu hả? Là con này size bé thôi. Nói chung là con này chồng chị nào 50-55kg. Nè, lên cho mấy chế em con nè. Lên cho mấy chế anh con quần nữ ống suông nè. Ở đâu lòi ra cái bà quần nữ ống suông đẹp dễ sợ không? Hai nút. Ở đâu lòi ra cái bà quần nữ ống suông? Ống suông là cái ống mà mấy chị vô like em hay hỏi nhiều nhất. Con này eo 92. Chị nào dưới 72kg nên chốt con này. Đẹp không? Màu jean đẹp, phải co giãn, phơm cực kỳ đẹp và phơm suông. Con này hàng hiếm nha mấy chị. Con này là hàng hiếm nè. Eo 92 phơm suông. Để nó một tí đưa ra mấy cái con quần ống suông ra một bao. Eo 92 phơm suông cho tới khi kiếm không ra. Phơm suông nè. Phơm suông mã 93 nè. Eo 92 nè. Trời ơi, con này hàng hiếm nè. Con này hàng hiếm cực kỳ. Nha.
Con này là bao cho mấy chị hàng hiếm luôn á. Bao luôn. Nè lên cho mấy chị con xanh đen này. À, mấy chị thấy hàng xuất nhật không? Hơi bị đã luôn. Cho nên những cái con này mà nó sướng mua 200 mà nó sướng hơn cả. Nó sướng hơn cả cái con quần mà hàng Quảng Châu mà nó lộ hàng Quảng Châu mà 280-300. Con này eo 96. Con này eo 96 chắc không cỡ size nha. Không biết. Size không cỡ chắc không biết. Con này eo 96 mấy chị. 96 con này nè. Con này quần nam nha. Con này quần nam. Nè đây là cái mã quần mà hồi bữa giờ Yên bán nhiều nhất mà. Đó. Đây là mã quần mà bữa giờ em bán nhiều nhất nha mấy chị. Mã quần này là em bán nhiều nhất là nói sự thật nha. Con này size 36. Size 36. Con này chị xong anh em của chị xong anh 87 kg vừa. Rồi, lấy 36 thôi. Lấy chị tới 38 dữ vậy. Nãy chị xong anh kêu rách hay không rách ta. Rồi chị xong anh nè. Không rách. Rồi để kiếm. Không rách anh kìa. Ui con này đẹp là Hạnh ơi. Hạnh ơi coi con quần đẹp nè Hạnh ơi. Coi màu đẹp không. Bà nội cha nó sai nhiêu đây trời. Bà nội cha con quần này đẹp quá trời luôn á. Sai nhiêu 38 mới có 38. Chị ơi coi giãn dữ dàng lắm. Coi giãn eo lên tới trăm hơn trăm mấy luôn rồi chị. Eo lên tới trăm lẻ mấy luôn rồi đó chị. Nha. Để em kiếm 38 cho 38 nhiều. Trời ơi má ơi, chị nào chồng chị nào mà eo khoảng cỡ, eo khoảng cỡ từ 86 đến 90, 92, 93 hốt con này. Trời ơi con này em nói với mấy chị là phải. Đẹp kinh khủng. Bà nội cha nó con này đẹp quá. Con này đẹp quá trời đẹp luôn. Nè còn nè. Rồi. Hàng gì mà đẹp dữ vậy trời. Để em lấy em đo cho chị yên tâm đi. Kiếm quần em đo cho. 38 nè. 38 nè chị. Nhưng mà con này có lắp này. 38 có lắp một chút à. Con này 38 có lắp một chút. Đợi tiếp tục. Tình dĩ vãng đang trôi đi vào quên lãng. Nè 38 đây. 38 không phải. Nè chị 38 nè. 38 xanh đen có viền ở sau đẹp không? Ok con này không chị xong anh. Nhưng mà con này độ giãn nó không bằng con kia. Nhưng mà con này không rách nè. Đó chị xong anh 200 nè. Chốt luôn con đó hả? Để coi kiếm lại quanh cái đùng lên. Đợi đợi em đưa lên cho. Xong anh 200 quần xanh đen thì vàng. Mới đưa lên cái đùng. Cái quần đẹp ghê. Cái quần của Hạnh đẹp ghê trời trời. Cái quần của Hạnh đẹp ghê trời ghê đất luôn á. Cái quần của Hạnh này. Trời ơi, nó đẹp ghê trời ghê đất nha mấy chị. Nó đẹp quá trời đẹp luôn. Hạnh ơi, con này chắc không phải nam quá. Con này quần nữ Hạnh ơi. Con này quần nữ em ơi. Thôi đừng lấy con nó có quần nữ á. Không phải quần nam, quần nam cái độ dài nó dài hơn. Không phải đâu em. Không phải, đừng lấy nha. Con này xanh bạc nè. Con này ít co giãn. Chị không lấy quần đó cho em nha. Con này ít co giãn nè. Nè con này có xanh viền ở sau nè. Màu đẹp lắm mấy chị. Những con này màu đẹp lắm.
Em còn cái quần đó, em còn một con coi vậy kia không, chị bỏ lại rồi, đo quần liền. Con này eo eo khoảng cỡ 92 94. Con này chốt một cái số giữa là eo 93. Con này em chốt một cái số giữa là eo 93. Nói chung là mua chậm chậm mà cần mua. Con này eo 93. Mấy chị cứ đo eo nha, chắc con này khoảng cỡ eo 32 hoặc 33 gì đó. Nè con này cà phê, con này một cà phê sữa ha mấy chị. Con này cà phê sữa. Nó là riêng nhưng phải kaki nha. Quần rin hồi nãy có size 34 cho chồng mấy chị đó nha. Chồng chị nào size 34 thì hốt ha. Size 34 thì hốt. Con này 32 nè. Này 32, con này xanh đen Việt. Để chút nữa em xuống kia lấy 38 cho chị xong anh nha. Con này là xanh đen nè mấy chị. Con này xanh đen ha. Xanh đen. Xanh đen này eo nhiêu? Xanh đen này eo 95. Size 31 của em nhiêu? Giờ là em đâu có còn con 31 nào nữa, em đo cho chị quý bỏ. Giờ không còn con 31 nữa, nào nữa đâu, em đo cho chị quý bỏ. 31 qua em bán hết trơn á trời. 31 hôm qua em bán hết luôn á chị. 31 hôm qua em bán sạch sẽ. Em bán không còn một con. Em bán sạch sẽ mà nó có rẻ luôn. Đẹp không mấy chị? Gu của chị, không biết chị gì đó còn ở đây không? Không biết chị gì đó còn ở đây không? Buồn dễ sợ. Chị gì mà, con này eo 96 nha. Con này cũng không phải của chị 4 triệu. Con này eo 96 là còn cỡ 76kg à. Cái quần mà ở sau có túi rằn rằn mà co giãn nhiều của chị Quy Võ em bán hết từ hôm qua. Vậy nó còn size 30 với 32. Con này là 95 nè. Nó còn size 30 với 32 chị nha. Nó còn 30 với 32. Chớ đây nè. Là cái quần này nè mấy chị. Là cái quần này nè. Nè em nghĩ chị xong anh nên lấy mẹ con này 38 đi. Chứ hàng này nó hiếm lắm. Để chút xuống như kia coi thử. Con này 38 là chị xong anh. Mà nó rách đây chỗ đây một chút. Nó rách đường đây có một chút à. Đó chị xong anh có hốt hốt con 38 này đi. Chưa quần tới quần lui quên. Cái hồi cái bà nội cha nó bóc tới gì ăn luôn á. Bóc tới bu cu su luôn á mấy chị. Trời ơi hôm qua á, tối hôm qua nghỉ bữa lai mà đi á. Đi qua nè, đi lấy được con bao tải đi. Không bỏ con mình đi. Bỏ con mình đi lấy hàng luôn mấy chị. Đi lấy là 7,5 bao. Rồi em bán cho chị xong anh con này rồi em kết thúc like nha. Chị xong anh đi làm chưa? 200. Áo tôm thì cũng còn được có khoảng cỡ 10 mấy cái. Áo tôm em cũng hết, còn khoảng cỡ số lượng nhiêu đó. Đấy, rồi bên cái nhà rồi đó, cái nhà Nguyễn nhà em giờ thành chiến trường rồi, để ti nó xuống nó cũng ngủ vậy, nó tự giải quyết. Chứ giờ là cũng thua rồi. 12 giờ, em sẽ vui bao hàng cao cấp này cho mấy chị. 12 giờ. Rồi, chào mấy chị nha, cảm ơn 13 chị vẫn ở lại với em.